Em chào mọi người nhá. Em chào chị Vân. Chị Vân đang đổ gạch ở bên đống gạch này. Cháu Thành xin chào cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Thành Tây Bắc. Chị Vân ơi, bác quả đâu rồi? Bác đi chặt ở trên này à? Chắc là cái đôi vầu ngày trước là cháu Thành với bác Quả có đi chặt về làm cái bến rửa. Hôm nọ cháu cũng nghe bác Quả bảo đi chặt để làm cái giàn giáo. Để sáng nay bác đã kéo được vài cây về rồi. Bằng này vầu chưa đủ anh cả đâu. Đôi 4, 6, 8, 10 15 cây, 20 cây 15, 20 cây. Chỗ này em thấy là có 10 cây rồi. Thế bác Tỏa đi chặt vầu với ai anh? Đi bác mình sao? Đi cái đường bên này này. Vâng ạ. Sáng anh lên thấy người kéo về này tí. Sáng tưởng đi đám cưới. Nhưng mà lên thì thấy lúc sau thì kéo vầu về. Hôm trước là bác có mổ một con đại bàng ăn như thế lại có sức à. Có khi cái nhà này anh tuyển anh xây hết lên thợ anh mới đến à? Chắc rồi. Dân ở đây không ai biết xây. Không gọi được. Chợ thì hôm qua tối hôm qua nó bỏ sáng nay xuống, sáng nay gọi giờ không liên lạc được. Mọi người vùng cao em sợ nhất là cái cảnh này luôn đấy. Hứa để đấy. Hứa để đấy rồi anh ạ. Như dưới mình mà hứa để đấy là mệt đấy. Mai họ đến tận nhà họ nói anh nhỉ. Cao bằng kia được không? Vâng, cửa sổ để tầm này thôi anh ạ. Cái ngôi nhà của mình nó cũng không to lắm ấy. Để vừa vừa còn tiết kiệm được kinh phí. Cháu chào bác. Bác kéo nhiều vầu thế. Bác kéo bao nhiêu cây vậy? 8 cây. Ở trên kia còn nữa không bác? Hôm nay bác kéo vào bác không dùng dây da à? Giới nhà không biết là cái dây da đi đâu rồi. Thì chỉa cái cây vồ nô. Cây vồ non. Nếu không được mà cây vào lon như này à? Ừ. Bác đã gọt sạch chưa? Cần gọt cái này nữa, cái nô thì nó sát rồi. Cháu sợ sắc là bác kéo xuống dốc là đứt tay đấy. Không sao đâu. Bác đã kéo nhiều rồi thì bác biết rồi thì bác không không cần phải. Thì bác kia chạy xong là cái thê lọ dạ cho nó với một cái là xuyên vào cái thê là đi bộ vào. Bác Tỏa bác kéo 8 cây vầu tươi rồi, bác còn lấy thêm một cây vầu khô nữa để về làm củi. Sao bác không nhờ mọi người đến kéo cùng? Hôm nay đang cưới mà. Hôm nay đang cưới thì họ đi đang cưới hết rồi. Thì nó có dụ bác đi nhưng mà bác bảo thôi. Hôm nay bác có khách làm nhà thì bác cũng phải đi. Nếu là đi chặt vầu rồi thì phải về nhà. Thời nó nếu mà hỏi thì bác ở gần đấy thì mới có chỗ hỏi mà mới có chỗ làm để cái công trình cho nó nhanh. Thì bác không đi thì bác đi chặt vầu rồi thì bác kéo hai chuyến về rồi thì nó lại tít đi kiếm một chiếu một chiến em
thì hết được chuối này. Hôm nay bác khỏe hẳn chưa? Hôm nay nói chung là khỏe hẳn. Như hôm nọ là cháu lo cho bác lắm đấy. Vâng, mà cảm thấy mà bác cũng cảm thấy là cái sự dữ yếu mà con là nó tự nhiên đau ngực ra thì bác cũng hơi buồn. Vì nó có bệnh như thế, tại sao mà bao giờ cũng không bao giờ có bệnh như vậy mà bệnh con cái bệnh như thế sinh ra rồi thì bác không thấy lý do là sao đấy, nó tưởng là nếu như mà không khỏe thì phải đi khám là bệnh xã, nếu mà không khỏe thì bác cũng không biết là cái bệnh nó là bệnh gì. Thế là tự nhiên là cháu cũng mua ít thuốc rồi thì mới thuốc bổ được thì uống xong rồi thì thấy dần nó đỡ đi rồi thì bác có thấy khỏe một chút rồi. Hôm nọ cháu đã nói với bác rồi, bác làm việc thì làm vừa sức mình thôi. Đấy, mình bác là kéo hẳn là gọi là chín cái vào liền như này. Số dốc không sao đâu, đèo dốc thì không thể được. Không thì đợi cháu lên thì cháu đi kéo cùng cũng được. Số dốc thì không sao đâu, còn đèo dốc thì không thể kéo được bà này, chỉ có 4 cây là cùng. Thôi, lần sau bác không được làm việc nặng nghề nữa nhá. Không, cháu sợ là bây giờ bác có sức bác làm được ấy. Vâng. Mai sợ bác lại ngã bệnh ở đấy ấy. Rồi đây cùng thì em đi đám cưới. Mày nhà bác đi ăn cưới à? Vâng. Mày đi thay Chí đi ăn cưới rồi. Giờ cũng bước sang giờ trưa rồi, bác Tỏa là bác nấu cơm. Hôm nay bếp đun của bác Tỏa bác đã chuyển sang cái góc này rồi. Vâng, chuyển sang góc này nó không rõ. Vừa nó không vướng mình đi lại bác nhỉ. Cái kia gió to quá, lửa đốt không vào. Lửa đốt nó cứ bay lưng tung quá. Bên nọ bên kia là thì không biết sâu lâu quá thời gian. Trời này bác Tỏa có món thịt xanh à bác Tỏa? Vâng. Su su bác mua ở đâu đây? Đi vào chỗ là lòng hái không? Bác là hái. Bác hái bên bên anh Lùng à? Có ai nhà không? Giờ này cũng trưa rồi, mấy con gà của bác đòi ăn đấy, bác Tỏa ơi. Bác cho nó ăn một ít gì đi. Con tí nó về đây nó đi vệ sinh ra đây đấy. Bác Tỏa có đàn gà đẹp nhỉ. Đàn này còn đàn gà này còn mấy con bác? Tất cả là 11 con nhưng mà không biết cái gì cám đi bây giờ còn 7 con là số con không ạ? Còn 7 con bác ạ. Chả thấy bác còn một đàn nhỡ nhỡ nữa đúng không? À, đàn bé bé ấy, tí ấy. Đàn bé bé là của Đàn Long, nó gửi đây. Anh Lùng là gửi gà bên nhà bác à? Vâng. Anh Lùng đợt này khỏe chưa bác? Ừ, này này nó khỏe rồi, nó không đi chợ xã cho họ rồi, thì không đi làm việc khắp nơi rồi. Hôm nay cháu cũng nói chuyện với anh ấy, anh mà không khỏe phải đi bác sĩ khám đấy.
Chắc là anh cũng gọi là bị thương lặng, cũng không phải lặng nhẹ, cũng không phải nhẹ bác nhờ. Như vậy nguy hiểm đấy. Thì qua quá nó uống rượu vào thì nó lại trở nặng nữa thì nên làm nó bốt đầu như thế thật là nên trở ít thì chứ không bốt đầu mà nó rượu nó nhìn và phải nặng. Từ hôm đấy là anh Lùng là sợ luôn đấy, không không dám đi xe rồi. Bây giờ cũng là giờ trưa rồi. Bác Tòa ơi, hôm nay cháu có lên đây, cháu có mua cho bác thịt với đậu này. Cháu mua cho bác là hơn 1 cân thịt với đậu với hành. Chỗ này là hết 130.000 bác ạ. 130.000 này không phải là tiền của cháu đâu nhá. Cái tiền này là của cô Mai Hải ở dưới Nghệ An. Cô có cho bác là 1 triệu. Cô gửi cho cháu thì để cháu giữ cho bác là mỗi lần lên đây cháu mua thức ăn cho bác để bồi bổ sức khỏe. Cô cũng quan tâm đến bác rồi thì cô lại mua thịt và lại gửi tiền vào cho bác thì bác cảm thấy là bác rất vui mà bác xin cảm ơn cô ấy. Cháu mua hết 130.000. 1 triệu là trừ đi 130.000 thì còn 870.000 ạ. Để lúc nào là bác không có thức ăn thì lên đây cháu mua thức ăn cho bác nhá. Bác thì lúc nào cũng định chờ cháu mua thôi, bác thì đi thì bác lại không đi được. Cháu Thành xin cảm ơn cô Mai Hải, cô đã gửi cho bác Toàn là 1 triệu mua thức ăn. Tổng là cô Mai Hải, cô có gửi cho cháu Thanh là 6 triệu. 1 triệu thì là cho bác Tòa là mua thức ăn này. Còn 1 triệu là cô cho cháu Thanh tiền xăng xe đi lại. Anh Tuyển ơi, cô Mai Hải ở dưới Nghệ An ấy. Cô có gửi cho em 1 triệu là gửi tặng hai vợ chồng anh để phụ vào tiền ăn. Cô thấy anh làm việc vất vả quá. Cháu xin cảm ơn cô Hai Hải, Nghệ An gửi tiền cho vợ chồng em thì chúng em xin cảm ơn cô rất nhiều. Thế anh cầm vào nhá. Để lúc nào không có thức ăn thì anh lấy số tiền này anh để mua ăn. Anh đã làm giúp rồi. Quan tâm đến anh em quá. Cô thấy anh đã làm giúp rồi, nhiều lúc anh phải bỏ tiền ra mua cả thức ăn nữa. Nhà bất cả khi điều kiện nó cũng không có. Đến thì mình có cái gì thì mình mang đi cái đấy. Có cái gì ăn thì mình mang đi cái đấy thôi, chứ làm sao được. Trên này con gà xanh thì nhiều anh ạ. Ăn gà lông xanh nhỉ. Ăn đấy là phải mỗi lần làm là phải ăn cả lông cả cắn. Cháu cảm gà xanh cũng không có. Em chả bác chú Tỏa kia trồng đến đâu đến được đến đâu là hết rồi kìa. Có mấy buổi làm thôi mà đã hết cái vườn rồi. Gà lông xanh của bác Tỏa là hết rồi đấy ngài. Hôm nay còn đi lấy rau bên nhà anh Lùng về ngài. Nó đã ra trước lúc mình làm nhà rồi thì cũng sướng quá rồi. Thì bây giờ nó già hết rồi thì bây giờ không có thứ mà làm thì cô gửi là 6 triệu thì 3 triệu cháu Thành đã chi vào là cháu Thành 1 triệu là anh Kiệt 1 triệu, bác Tỏa 1 triệu. Còn 3 triệu thì cô bảo cháu Thành là cứ giữ đấy cho chú xin ở trong cái ngôi nhà siêu vẹo. Cháu Thành xin cảm ơn cô Mai Hải rất là nhiều. Chị Vân là đang rửa xong để nấu cơm trưa đây. Cháu Thành rất là xin lỗi ông bà Trần Đào Quyên bên Anh Quốc. Mấy hôm trước là cháu Thành có đăng video lên là được ông bà Trần Đào Quyên bên Mỹ là tài trợ cho bác Tỏa cái tiền để chuyển vật liệu từ dưới bãi tập kết lên đây. Cháu rất là nhầm luôn đấy, cháu xin lỗi ông bà. Ông bà không phải là bên Mỹ, ông bà là ở bên Anh Quốc. Bây giờ anh Tuyển là anh để cái xăng ngang cửa sổ.
Một xe cát nhà bác quả sắp hết đấy bác quả nhờ. Nhà bác thì mình làm móng đá rất là tốn cát luôn đấy. Móng đá xong rồi mình còn đổ dòng móng. Bác quả là đuổi mấy con dê à? Dê quả nhà đấy bác. Bác phải bỏ cái lưới ra nó mới đi được. Hết ở trên vùng cao ăn kiều này đấy. Chú chú lược đấy. Nhiều quá ăn nửa thôi. Nửa đường phải lá. Để tối hai con ăn đi. Nhiều quá ăn là chưa làm. Làm ăn bữa là mình ăn bữa nào thì làm thôi đấy cũng ngon. Thì em mua cho bác nhiều một chút cho bác ăn tối ăn sáng. Ăn cả ngày luôn. Bác Tỏa đi đâu bác đội cái mũ vào bác ạ? Vâng, hôm nay là đi vào rừng vò thì không thích rồi. Vào rừng vò thì quê nhiều quá nên khó đổ mũ vào. Bác lại không đổ. Bác không đội á, bác đi trời nắng này bác bị cảm đấy. Là đi cả ngày thì phải được. Và đi một lúc thì không được đi về nhanh không xong. Bác Tỏa là bác mày giao sắc cho chị Vân để sái thịt rồi. Làm sáng bóng luôn. Sáng nay con dao này bác mang đi lên đồi đi chặt vầu chị ạ. Ôi, sồi nó mà nóng, quay nó cũng nóng, quên không rút ra. Chị Vân răng thịt không cho mỡ à? Mỡ hết rồi. Hết rồi hả chị? Mai nên mua cái chai mỡ. Vâng. Chai dầu rửa bát nữa. Dầu rửa bát với mỡ sạch đi. Nhà bác Tỏa lại hết rồi. Có gì mai em lên em mua. Này họ không dùng dầu rửa bát cái đấy, nhìn sờ vào những cái bát cũ như cái mỡ. Không phải là họ không dùng đâu chị ạ, không có điều kiện để mua những đấy rồi nên họ cũng không dùng ấy. Em thấy nhiều nhà còn lấy cả Omo gội đầu mà. Omo dầu rửa bát. Có dầu rửa bát thì lấy dầu rửa bát. Thịt của chị sắp thành thịt bóng đêm rồi. Củ này thấy to quá không? Mùa này củi cháy tốt nhà chị nhỉ? Củi khô, nó thanh nhỉ. Giờ đến trưa rồi, chị Vân đang dọn thức ăn ra để trưa ăn cơm. Trưa này là có hai món. Món rau luộc và thịt với đậu xào lẫn lộn. Ơi. Bác Tỏa ơi, ăn cơm bác ơi. Nóng lắm á. Anh Tuyền xây hết
Ngày mai nữa là anh phải bác ráo cao ấy nhỉ. Mỗi mình nhưng mà cứ quên mấy hôm đi được dòng tưởng. Mỗi ngày em lên là thấy một khác luôn. Bác quả bác đào có đi trên kia anh Tuyển? Không biết được. Bác đào cái chú để tét hay sao? Em phải. Để em lên xem. Đúng gạch bên này thì vãn rồi đấy. Bác Tỏa hôm qua đào hay làm gì đấy? Nó thấp quá à bác? Để trên này mới mạnh này bác này. Thế rồi để trên này mạnh nhưng mà trên này xem sắc còn được quá rồi thì bọn chị còn trên này nữa. Mình có ở nhà nó sẽ nó thả cái gì vào trong. Mình muốn rồi thì nó mất. Có cái nghĩa là có thể đào ở đây được. Bác Tỏ bảo là sợ sát đường quá trẻ con vứt cái gì vào trong anh ạ. Nó có nắp đậy vào mà. Nó có nắp đậy kín mà. Không sợ đâu bác ạ. Cháu Thành quay đằng sau nhà cho cô bác xem đây. Nhà có bác Tỏ cũng phía đằng sau lên khá cao đấy. Công trình nhà bác Toại là một người xây một người phụ, nhà anh nửa nhà. Anh nửa có biết xây không? Cứ tưởng biết xây thì ra đây làm cùng anh Tuyển. Muốn tập xây không? Sang đây tập xây của anh Tuyển nữa. Bảo muốn tập xây không? Có mà chưa biết. Chưa biết thì phải học chứ. Thầy dạy miễn phí. Nuôi bữa cơm trưa. Xây giỏi thì trả công. Chưa biết là đi là phải là đi là đặt cơ thôi. Đúng rồi. Họ dạy cho là tốt rồi đấy. Như chỗ khác là đi tập phải mất tiền đấy. Mới chưa biết xây là họ không cho xây đâu. Con chán. Xây vài cái chuồng lợn xong mới đến xây cái nhà được. Mình đi học được cái nghề xây, sau này mình đi xây chỗ nào cũng được anh ạ. Bác Tỏa có tập xây không bác Tỏa? Tập được thôi nhưng mà tính ra tuổi tác của bác thì không phải học cái gì nữa, chủ yếu là trồng những cái quả rồi thì trồng những cái dễ dàng nhất mà ăn được ăn nhanh nhất là cái có thể là tốt nhất. Và xe thì phải phục vụ sau này lâu dài thì già quá thì không làm được thì tập thì cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ, nói nhỉ. Đây là trồng quế này, trồng những cây ăn quả này, dưa hấu này, trồng nghĩa này, trồng những loại cây ăn quả. Bây giờ bác mà đi học xây thì chắc không có cơ hội làm đâu anh ơi. Vậy bác có sức khỏe là có hạn đây. Vâng, tuy nhiên là học thì được, nhưng mà học xong thì cũng có chả dùng đi làm gì được, thì đó cũng không phải học. Anh Tuyển này bây giờ đang chuyển sang bên nối này xây. Bên nối kia thì cao quá rồi. Nghe chiều xuống, phố
từ giờ đến tối anh xây hết bước đấy là nghỉ là vừa anh nhỉ? Một người xây có nhanh không chú? Xin nhớ lại. Xây nhanh à? Thế là mày ngày cứ xây cái nhà này ra xong rồi. Chắc là xây cái này chơi có 3 ngày chứ. Hơn rồi. À, xong rồi nhỉ. Chỉ gọi là xây xong thôi. Đây, đây. Mình ra xây xong rồi. Thấp thì còn nhanh ấy, nhưng lên cao chắc không đi nhanh đâu. Cái tay mỏi lắm chú ạ. Tay mỏi lưng đau. Găng tay này. Ngày một đôi găng tay. Một ngày xây cái này thì mất một đôi găng tay rồi. Cái cách này nó ăn tay lắm. Nó cái gì xin mà cái có nằm nó sợi nhớ chưa? Không biết là thì nó người ta hỏi cái cát và cái xi măng này nó ăn tay lắm, nó lột hết ra tay luôn đấy. Thử cả tay lâu chơi là chơi chơi. Giờ cũng sắp tối rồi, bác Tòa là bác đuổi mấy con ngan về. Giờ tối cũng lạnh bác Tòa nhỉ? Vâng, nếu như không có gió thì còn đỡ, không có gió nữa thì... Bác là đuổi mấy con ngan vào chuồng để cho nó ăn hả bác? Vâng. Bác Tỏa bác lấy ngô cho con ngan ăn. Con gà của bác cũng đòi ăn rồi đấy. Vâng. Cái bàn này nó rất vui hình xuống. Mấy con gà của bác là lai mẹ hết nhỉ? Vâng, còn gần lai cả. Con gà mẹ của bác không to mấy nhỉ? Không to, con này nó bé. Dạng như là giống gà di à, hay gà bản bác? Ừ, giống như gà di. Con gà này mà lên rừng thì ai cũng tưởng là gà rừng thôi bác nhỉ? Vâng. Người nó nhỏ nhỏ. Con gà mẹ của bác là lông đẹp nhỉ, lông rất là mượt luôn đấy. Mệt thì nghỉ 1-2 hôm lại sức đi lại làm tiếp anh ạ. Đi làm rồi, nghỉ thường lại đi làm nó ngại lắm. Nào cũng làm luôn.
Thế thì làm vừa sức mình thôi anh ạ, làm mệt quá thì nghỉ thôi. Làm cố đấy. Giống bác Thỏa đấy. Cũng thấy buồn buồn vì gọi thợ rồi mà họ chưa đến làm cùng ấy. Đông người làm thì sẽ vui với đỡ mệt hơn bác Tỏa nhờ. Đông người làm thì nó có chuyện như chuyện mộng gọi mộng kia rồi thì đông người đây chưa nó xong đổ còn về đi làm việc khác. Vâng. Như quanh quẩn đây. Mùa này sắp đến Tết rồi, ai cũng bận việc, nhiều việc lắm. Hôm nọ là bác Tỏa bác lấy rơm là kê gạch này, bác sợ là gạch dính đất. Bác phải xô đi nhá. Vâng, xô đốt đi cho nó sạch. Để đây là dính vào cát thì khó xây lắm bác ạ. Chị Vân đã rửa xong máy trộn rồi. Chuẩn bị mùi cháy hả chị? Một xe này anh Tuyển xây xong thì cũng tối rồi. Tối nhanh lắm. 30 phút nữa là không thấy gì rồi ấy. Đã tối còn kèm thêm cả lạnh nữa cơ. Càng nắng thì nó càng buốt. Thế bác làm được bao nhiêu thì làm thì nghỉ ngơi đi nhá. Nhưng tối đến là nhớ là tắm rửa nhá. Cả máy nữa, tắm rửa xong rồi giặt quần áo. Tối nào cũng tắm chứ bác à? Một hai tối thì không được đâu. Tắm liên tục nó gầy người nó nhẹ đi. Măn tối sợ lạnh thì măn ngày tắm cũng được bác ạ. Tắm buổi trưa ấy. Đúng là nóng tắm. Tắm buổi trưa đông người qua lại lắm. Không sợ đâu anh ạ. Đông người qua lại. Chỗ này nó gần đường, nhà tắm thì không có, sinh không. Nhưng trên này mọi người chỉ cần cái chỗ ăn, ngủ nghỉ thôi. Trên này cả nhà tắm, cả nhà vệ sinh em thấy chưa có nhà nào có đâu. Trừ mỗi nhà Thánh rồi. Bác Tỏa nhà này. Thánh thì... có mà nó vệ sinh là người cái có mưa mà tôi đã nói rồi là vào một cái phố đi, vào một cái phố xa nhà để tập trung vào để nó tinh việc ấy, vệ sinh. À, trên này cháu thấy người dân mà không có nhà tắm nhà vệ sinh mà họ vẫn ở được nhà bác nhỉ? Họ cái thói quen của họ mà họ cũng không biết gì mà cứ bừa bãi nữa, mới vệ sinh có chung không ra một cái gì. Thì không ra một gì mà cũng không chịu. Tuy nhiên không khắc phục được là cái nhà vệ sinh, nhưng mà phải đào một cái hố cây hai ba cây dầu lây để ngồi đi trên vệ sinh để không được, mà cũng không làm, cũng muốn ngày một nơi, muốn lần một nơi được thì thế cây nó mới tốt đều đều cái gì thì... đi chỗ nào có vướng vào thì khủng lắm.
Bình thường ạ, vâng, bình thường trời nắng thì không sao anh Tuyển nhỉ. Tối mà mưa thì sao? Mưa sấm chớp ấy. Đi kiểu gì bác Tỏa? Tối rồi thì không có người thì cứ thế mà ra cạnh đường. Hay là ra cạnh nhà mà gọi có lợn thì cho lợn nó vào. Thả lợn thôi. Có chó thì cho chó. Nếu như mà không có thì sáng sau thấy rồi thì lấy đất lóc vào. Trước khi đi thì mang cái xẻng như đợt trước làm ở chỗ nhà bờ cầu ấy. Làm chỗ nhà bờ cầu đấy, cứ đi lên bón măng. Ngày xưa bác đi phá ruộng cho họ mà tập trung 7-8 người đi rồi thì ai nào nó đi vệ sinh thì phải cùng cái cuốc hay là cái xiện đi. Lo rồi. Mấy đàn bò không thì cũng dù chỗ nào cũng có mùi ô lên thì mất ô nhé nên trở thành ô nhé. Mà những người trẻ thì không sao, người già thì khó chịu quá. Cháu thấy trên này vò mình có nhiều mà. Nè. Mình không có điều kiện mình xây thì mình làm cái nhà vệ sinh bằng vò cũng được bác ạ. Đấy. Mà ai có chuyện làm không? Ngày xưa dưới cháu cũng thấy không có tiền xây thì mọi người cũng đào cái hố. Xong rồi cũng vây bạt hoặc là vây vò mà. Vây vò vào. Vây vò là lấy cái cây vò là đào cái hố xuống rồi lấy cái cây vò cây lên như cái xà rồi thì ngồi lên trên mà. Đi thoải mái. Cái hố ra của con chỉ có chịu đó. Thế đây với các cô, với các cô mà đã vừa đẻ con rồi thì với cái bò. Cái bỉm của trẻ em. Trẻ em rồi thì vứt bừa bãi linh đinh thì chỗ nào có thấy. Ê ngàn. Vứt bừa xong rồi gặp con chó nó tha đi ấy. Đấy. Nó cắn nó lung tung beng hết. Đấy. Xong gặp trời mưa nó mà dính nước mưa nó nỏ kinh khủng lắm bác ạ. Đấy. Bình thường đi vào những cái bỉm đấy á, còn biết ngã đấy. Đấy. Hôm nay cháu thấy bác Tỏa có vẻ buồn buồn, phải không bác? Không buồn à. Già rồi. Thì vui cứ vậy mà buồn cứ vậy mà cũng không phải suy nghĩ gì nhiều. Mệt ngực. Mà với cái đứa bình thường mà đi làm với cái bình thường. Già rồi. Anh Tuyển đã xây xong cái bức tường ở bên bếp rồi đấy. Bây giờ anh chuyển sang bức tường ngăn phòng khách với phòng bếp. Bây giờ anh chuyển sang bức tường ngăn phòng khách với tường bếp. Sau này nhà vệ sinh của bác Tỏa ở đây này bác Tỏa ơi. Ở chỗ cái tấm cốt pha này. Bác đi mấy bước là đến đây là đi vệ sinh được rồi. Không phải đi ra ngoài như ngày trước nữa. Nhưng mà lúc nào nước cũng phải đầy đủ mà phải tu sửa cho nước đẹp. Không. Cái tem nước bác đừng để hết nước là được. Nhà vệ sinh của bác thì cháu làm liền cùng nhà tắm luôn. Là một luôn. Để bác đi xong rồi bác còn rửa ráy nó sạch sẽ. Cháu sợ để riêng thì mình không để ý đến cái nhà vệ sinh ấy. Thì mình không kịp cọ sạch sẽ được. Bác thấy như thế có tiện không hay là bất tiện? Như thế là tiện. Mà trời mưa cũng không phải đi. Nắng không tới đầu. Trời mưa mà không phải đi ra ngoài mà. Đấy cháu làm nhà vệ sinh nhà tắm của bác như của nhà em Thánh ấy. Tối cũng không sợ. Mà đi ra ngoài thì cũng như là tối phải có điện. Tối thì ở trong nhà có bóng điện rồi thì đọc điện lên rồi thì vệ sinh xong rồi vào trong nhà để tắt điện thì cũng được. Cháu chào bác Toàn, cháu chào chú nhá. Cháu mụt cháy đây. Vâng. Bác Toàn nghỉ ngơi nhá. Vâng. Chào cháu. Vâng ạ. Anh chị làm nhá, em đi về trước đây. Đợi tí nữa cùng nhau về cho nó vui.
Em về trước có việc anh ạ. Đi mình sẽ buồn nhá. Về trước thì để không vui. Về trước bị buồn lắm. Tí đi về cũng không có gấu ôm anh ạ. Anh có gấu ôm rồi. Về đường bắt bừa đi con gấu. Gấu bây giờ lạnh này đi chui vào hang đá hết rồi. Bắt con gấu về. Không được gấu thì được. Hôm nay công việc nhà bác Tỏa, anh Tuyển với chị Vân thì vẫn tiếp tục lên tường thôi. Đợt này cũng hơi buồn một chút, mọi người bảo đến làm chưa thấy ai đến. Thế thì một mình anh Tuyển vất vả thêm chút rồi. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào, hẹn gặp lại quý cô bác trong những tập tiếp theo trên kênh Thành Tế Bắc.